Chào mừng đông đảo các bạn khán giả đã đến với trận chung kết giải bóng đá SEA Games 2023. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ được chứng kiến trận cầu đi vào lịch sử giữa hai đội bóng mạnh nhất của giải. Và đầu tiên, tôi xin giới thiệu đội bóng Hắc Ám. Chúng mày có nhớ trận bán kết ta đá như nào không? Một cùi chỏ sang ngang ấy là thằng hậu vệ bên nó chột mắt cả trận luôn đấy. Ui giời, thế là gì? Trận trước ta đấm một phát ra mặt thằng tiền đạo nhá, nằm cáng ra sân luôn. Nó lắm tao ơi, chặt giò thằng tiền vệ ở phút thứ 3, cho nó về nghỉ hưu luôn. Thôi các ông ạ, tôi đây này, lấy búa xử lý mấy thằng thủ môn thì các ông mới có ngôn trống để mà đá chứ đúng không? Tao ơi, thủ môn bắt gôn chỉ cần đầu gối thôi. Mà lạ nhở, cả giải anh em mình va chạm như vậy mà lại không dính cái thẻ nào. Anh em mình nước chủ nhà đút lót cửa sau ban tổ chức hết rồi, sợ gì vô ăn đúng không anh nhỉ? Nói chung là anh em mình được sắp xếp sẵn là để vô địch cái giải rồi. Và tiếp theo là một đội bóng đã thay đổi toàn bộ đội hình trong trận chung kết, thay luôn cả tên đội bóng. Tôi xin giới thiệu đội bóng anime. Quái gì này? Giải đấu đẳng cấp SEA Games mà đâu ra lại có mấy cái thằng nhà quê thế này nhở? Ok, nhìn thằng kia kìa. Sao lại đâu ra cái thể loại đi cả Túc Lào đi đá bóng kìa. Nhìn cái thằng cầm kiếm kìa, sao trông nó không đúng nhở? Này, thằng kia còn mọc cả râu ở trên mặt kìa. Thằng danh con ở giữa kia mặc cả vest đi đá bóng ạ. Còn cái thằng kia là gì? Doraemon Bình Dương à? Đội Hắc Ám là đội chủ nhà nên được quyền ra bóng trước. Mời hai đội vào vị trí. Chiến thuật trận này như nào đây anh em? Ui, chiến thuật gì thằng này nữa? Chào cúp đi về cái gì? Vào vị trí, đưa anh em vào vị trí đi. Được. Mọi người, anh nhớ kế hoạch của mình chưa? Yên tâm, chuẩn bị xong hết rồi. Quá đơn giản. Nhưng mà đói quá, cho xin mấy miếng thịt ăn trước khi đá được. Đá bóng thì cũng như chơi bóng chày gần nhà tớ thôi mà, có khác gì đâu. Sợ quá, sao tôi lại đây? Sao lại bắt tôi đi đá bóng? Tôi muốn về nhà, tôi muốn đi chơi với Lê Dù Cô. Đừng bắt tôi đi đá bóng, sợ quá. Mọi người nên nhớ, đây là những tên cầu thủ chuyên gia chơi bóng một cách phi thể thao. Chúng ta đến đây để trừng trị bọn chúng, không để chúng làm hại bất kỳ cầu thủ nào nữa. Mọi người vào vị trí nào. Ôi! Vị trí nào? Vị trí nào? Vị trí gì cơ? Luffy, cậu thủ môn mà, về gôn đi. Thế hóa ra thủ gôn là phải đứng ở gôn à? Ai mà biết được, mà sao lại định cho tôi bắt gôn? Sao để thằng Doraemon đây này? Nó nói làm gì có ngón tay đâu. Thế còn Zenitsu? Thằng này thỉnh thoảng nó lăn ra ngủ, nó sao bắt gôn được? Thế còn Naruto thì sao? Nó báo lắm, nó không bắt con được đâu. Tao xin mấy ông đấy, đừng có báo trận này nhá. Ui giời, yên tâm đi, anh em mình làm gì có chuyện để thua mấy cái trận bóng bay vô vận này. Ôi giời, vào vị trí đây. Ê, cầu thủ áo vàng kìa. Ai cho mang kiếm vào trong sân hả? Vứt ngay. Nhiều khi mình để hiểu được. Đội Hắc Ám là đội chủ nhà nên được ra bóng trước. Trận đấu bắt đầu. Hãy xem khu ném sấm sét của ta đây. Thổi xong ông rơi cái thẻ vàng ra là như nào nhỉ? Đây là đá bóng, chỉ được dùng chân thôi.
mấy đứa dùng tay là phạm luật bị thổi phạt thôi. Ông đi phạt á? Ông này ông đi phạt ai đấy? Ông xin lỗi em nhở? Hả? Ông đi phạt ai cơ? Hả? Ông đi phạt ai cơ? Hả? Chúng nó không biết luật mày ạ. Mất bao công vào chung kết để gặp bọn này à? Thôi xử lý nhanh đi. Anh em, cản nó lại. Cản lại á? Bây giờ cản như nào? Lao đánh xuống nó à? Không, đừng có mách đâu. Thêm thẻ vàng là thành thẻ đỏ. Đuổi ra khỏi sân đi. Cướp bóng nó đi. Yeah. Còn buồn không em? Sao đêm về lặng im một Đừng. Thua rồi. Ngu này, sao mày sút một người đó? Sút không khác gì đó. Xem đây này. Này, như tay nó dài ra mày ạ. Ừ, tao cũng thấy thế. Bóng này để đá chứ không phải để cười đâu mà gặp ảo giác nhở. Mày sút lại thử phát nữa xem nào. Ôi, tay lại kìa mày ơi. Ôi, ông đeo tao. Xong xong, tay mày lại dài được ra. À, vì ta là người cao su. Chậm vào đâu. Nó chết rồi đi. Luật chơi không cấm, thủ môn được kéo dài tay. Trận đấu tiếp tục. Thôi kệ đi. Bây giờ anh em mình sút khi nào vào thì thôi. Với cơ thể cao su và haki quan sát đoán trước tương lai của ta ấy, bắt mấy quả bóng này dễ nhân kẹo. One eternity later. Tại sao sút mãi mà không vào? Nó là thần thái phương nào? Biết ngay là quyết định chọn cầu thủ môn là một quyết định sáng suốt mà. Sút chán chưa? Giờ thì đến lượt bọn ta phản công. Anh em lên. Cảm ơn nhá. Tiến lên. Chưa rồi, chúng nó phản công rồi. Phải làm thế nào bây giờ? Vì sao nữa? Anh em lấy đồ nghề ra. Anh em là người ban tổ chức mà. Lên. Cái gì đây? Nó đâu rồi? Chúng mày mắc lừa rồi. Sao lại có phân thân thế này? Trọng tài đâu? Sao lại chơi như này? Luật chơi không cấm, cầu thủ phân thân. Trận đấu tiếp tục. Đã bóng cái gì đây? Anh em, bảo vệ con mèo mày đây này. Ok, ta lốt xong rồi. Thôi không lỗ. 6 tuổi con rồi à? Các người định dùng vũ khí chứ gì? Ta đèn pin phóng to. Đã sợ ta chưa? Cái gì? Sao lại khóa khổng lồ? Chơi mày kiểu gì này? Trọng tài phạt luật rồi. Luật chơi không cấm, cầu thủ khóa khổng lồ. Trận đấu tiếp tục. Tao không chơi kiểu này đâu. Khoan đã, nó to thế này làm sao rơi bóng được? Ừ nhờ thế quả bóng đâu rồi? Hình như thằng này là thằng bình thường nhất rồi anh em ạ. Phải nhân thời điểm này xử lý nó ngay thôi. Thằng này vừa mơ ngủ vừa dẫn bóng. Trọng tài đâu? Luật chơi không cấm, cầu thủ đi ngủ. Trận đấu tiếp tục. Bọn ta chú ý đến đầu bóng à? Các người mắc lừa bẫy của bọn ta rồi.
Nãy giờ bọn ta chỉ giả vờ để các ngươi lơ là cảnh giác thôi. Còn bây giờ mới là lúc bọn ta sâu ra kỹ năng thật sự. Bóng vào lưới, tỷ số 1-0 nghiêng về đội bóng anime. Ông cao su cái gì á? Nhìn kỹ trong gôn đi. Ta đã dùng đèn pin thu nhỏ để thu nhỏ lại quả bóng rồi đấy. Đây, nước này uống đi. Chị nhá. Uống xong vứt gọn vào trong bồn nhá. Ok, ok. Mày cười cái gì? Nhìn lại trên nước này. Trời ơi, cái quân què dĩ vậy. Tha cho tao đi. Đừng cho tấn tao nữa. Sự nghiệp cầu thủ của tao. Dừng lại đi. Trận đấu kết thúc. Đội bóng anime giành chiến thắng và trở thành nhà vô địch của SEA Games 2023. Vô lý! Tại sao? Trọng tài với phe bọn tao cơ mà! Bây giờ chúng mày vẫn chưa phát hiện ra sao? Bọn ta biết thừa các người đã thông đồng với trọng tài, nên là bọn ta đã đánh cháo ông ý ngay từ đầu rồi. Chúng ta thua rồi! Kết thúc rồi! Đây chính là kết cục xứng đáng cho những kẻ mang lối chơi, bạo lực, bán độ, dàn xếp kết quả vào trong thể thao. Chúng ta biết lỗi rồi. Trận thua này là lời cảnh cáo của bọn ta đối với các người. Nếu các người còn dám tái phạm, đội bóng anime sẽ còn quay lại và trừng trị các người. Đi rồi, cúp vô địch đang chờ đợi chúng ta. Chưa hết đâu đội bóng anime, bọn tao sẽ trả thù. Hả? Ô, Conan bảo tới đây đá bóng chả có ai nhỉ? Hình như là tới muộn, chúng nó về hết rồi không ạ? Chúng mày là ai? À đây, vẫn có bóng này, sút thử của Goku. Ok, chơi luôn bạn ơi. Oh shit, here we go again. Thay mặt cho team Bình Lê xin được cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ bọn mình trong suốt 300 video vừa qua. Đừng quên like, share và subscribe để bọn mình có thêm động lực phát triển trong tương lai nhá.